Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày tình yêu Valentine, là dịp đặc biệt để cho các bạn nam nữ có thể bày tỏ tình cảm, hay là cơ hội để những người yêu nhau thể hiện tình cảm của mình cho đối phương. Ngày nay thì ngày lễ tình yêu còn được hiểu rộng hơn, không chỉ là ngày dành cho tình yêu nam nữ, mà ngày này còn là ngày để biểu lộ tình cảm với những người xung quanh như là bố mẹ, bạn bè hay là đồng nghiệp của mình. Vâng, và ngày Valentine năm nay lại càng trở nên đặc biệt hơn khi trùng vào ngày 29 Tết Nguyên đán. Vào ngày này thì mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị cho một cái Tết. Nhưng quý vị và các bạn đừng quên, chỉ cần dành một chút thời gian thôi để tặng những món quà ngọt ngào, thương yêu cho người thương của mình, cho những người thân xung quanh của mình, để cuộc sống này càng trở nên ý nghĩa hơn. Và cuộc sống của chúng ta thì sẽ không còn ý nghĩa nếu như không có tình yêu, đúng không ạ? Và tình yêu thì luôn tồn tại trong cuộc sống, như là tình yêu nam nữ, tình yêu ông bà cha mẹ, tình yêu quê hương tổ quốc. Và ngay cả trong những việc chúng ta làm thì cũng luôn luôn cần tới tình yêu. Và khi có tình yêu thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều trong cuộc sống này. Vâng, và trong chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay, một buổi sáng thật đặc biệt, một buổi sáng của ngày lễ tình yêu Valentine, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng của chương trình để nói về tình yêu. Khía cạnh tình yêu chúng tôi muốn mắc nhắc đến đó chính là tình yêu đam mê, để khởi nghiệp thành công, để có một sự nghiệp thành công. Và đồng hành cùng với chúng tôi ngày hôm nay còn có MC Linh Đan cùng với hai vị khách mời hết sức đặc biệt. Và trước khi gặp gỡ họ để cùng nghe họ chia sẻ về tình yêu, thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng xem một phóng sự sau đây của chúng tôi. Ngày nay, do xã hội phát triển, xu thế lập gia đình muộn ngày càng nhiều. Một bộ phận trong giới trẻ, dưới áp lực của học hành, công việc, đã không ít người quên đi chuyện cần tìm lấy một người bạn đời. Nhiều người khi đã bắt đầu bước sang tuổi 30, không ít người ngại yêu hoặc cảm thấy khó tìm cho mình một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng, trước sức ép của gia đình, buộc họ phải đi tìm giải pháp cho mình. Mình thì không đặt ra tiêu chuẩn gì cho người bạn đời hay là người yêu tương lai. Mình nghĩ là cái gì thì cũng cần có một chữ duyên. Ai rồi cũng sẽ có một người trong đời, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tháng 11 năm 2011, cô gái sinh năm 1987, Vũ Nguyệt Ánh, cho ra đời ứng dụng RudyCap, một ứng dụng hẹn hò dành cho những người kén chọn. Là một ứng dụng trên di động để đặt lịch hẹn hò, cùng với hệ thống dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc cuộc hẹn bài bản, chuyên nghiệp. Khác với các ứng dụng hẹn hò đã từng có ở Việt Nam hay trên thế giới, RudyCap không có công cụ chat giữa các thành viên. Các thành viên muốn tham gia cần có trình độ cử nhân đại học trở lên, còn độc thân có mức thu nhập ổn định. Sau khi nộp hồ sơ, thành viên còn lại phải trải qua một loạt các quá trình tư vấn, xem xét, thẩm định, rồi thanh toán phí gia nhập trước khi được cấp tài khoản để gia nhập. Thành viên chỉ có thể vào xem hồ sơ đối phương và tự đặt lịch hẹn với nhau. Và câu chuyện hai người sẽ bắt đầu từ một cuộc hẹn hò thực tế. Mình bắt đầu làm về dịch vụ hẹn hò từ những năm 2011. Và cái thời điểm đó thì mình đã muốn là tạo ra một cái dịch vụ hẹn hò chất lượng cao hơn so với những cái dịch vụ hẹn hò đại trà dành cho tất cả mọi người. Bởi vì cái mình nghĩ cái cốt lõi là khi mà người ta đi hẹn hò thì người ta cũng muốn tìm được những cái đối tượng mà nó có chọn lọc một chút và có cái độ nghiêm túc. Mặc dù tốc độ tăng trưởng không nhanh, thậm chí rất chậm nếu so với định nghĩa startup thông thường, nhưng RudyCap đã bước đầu thành công và thiết lập được hàng trăm cuộc hẹn. RudyCap trở thành một cộng đồng mà ở đó các thành viên yên tâm đặt lịch hẹn hò, không lo bị lừa, bị ảo hay gặp những đối tượng không nghiêm túc. Những khách hàng mà đã đăng ký sử dụng dịch vụ bên tôi và có tài khoản thì họ sẽ có thể tải app từ Android hoặc iOS xuống và đăng nhập bằng cái tài khoản đã được RudyCap cung cấp. Sau khi họ đăng nhập vào, họ sẽ nhìn thấy danh sách các thành viên đang sử dụng dịch vụ và có thể xem profile của từng người và cân nhắc dựa trên những cái thông tin trên profile đó để đặt lịch hẹn. Trên app sẽ có một tính năng đặt lịch hẹn khi thành viên click vào. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, đã từng là một MC, biên tập viên truyền hình. Tuy nhiên, từ bỏ hào quang trước ống kính, Nguyệt Ánh đã đi theo đam mê của mình, đó là tạo dựng một ứng dụng hẹn hò cho những người kén chứ không ế. Nó sẽ giải quyết được hai bài toán. Thứ nhất là bài toán về online, về công nghệ thì mọi người sẽ cảm thấy rất là tiện lợi khi mà có thể sử dụng ngay trên cái chiếc điện thoại của mình. Nhưng mà nó cũng giải quyết được cái bài toán về cái sự nghiêm túc, văn minh, lịch sự, là khi mà bên mình lọc loại tất cả các hồ sơ khách hàng theo những cái tiêu chí nhất định và phỏng vấn để đảm bảo là họ có một cái sự văn minh, lịch sự.
Đến nay ứng dụng của Ánh đang được rất nhiều người biết đến. Vũ Nguyệt Ánh cũng đạt được rất nhiều giải thưởng cho một startup trẻ dám nghĩ khác, làm khác và đạt được thành công. Con đường đã qua, tuy nhiều chông gai, nhưng bằng đam mê công việc, Nguyệt Ánh đã tạo được một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực hẹn hò và kết nối con người.